Xin chào các bạn. Trước mặt các bạn là chiếc Suzuki Sport theo phiên bản địa hình vượt mọi chướng ngại vật do hãng độ danh tiếng Koreko Nhật Bản độ vào năm 2015. Thì đây là toàn cảnh của chiếc xe, thì các bạn thấy rồi đấy. Từ nguyên bản là một chiếc Suzuki Sport thì chiếc xe này đã được kéo dài trục cơ sở và độ thêm rất nhiều chi tiết. Thì sau đây tôi xin đi cụ thể từng chi tiết một. Thì đầu tiên là các bạn đi đầu tiên thì các bạn đi thấy phần đầu xe không? Phần đầu xe thì toát lên một cái vẻ rất là lạnh luôn. Đầu xe toát lên một cái vẻ rất là lạnh luôn. Đây là công nghệ đèn halogen. Đèn halogen. Đây là cái hệ thống đèn phụ trợ giúp soi sáng mọi chướng ngại vật trong đêm. Phần đầu xe này khi mới nhìn vào thì rất là ấn tượng bởi phong cách thể thao, nhìn nó giống như một chiếc rider. Tiếp theo là hệ thống phụng nhúng trước. Các bạn thấy rồi đấy, riêng phụng nhúng trước không là đã có bốn chiếc, tức là hai cặp đấy, hai cặp được độ chế, được đặt song song với nhau, thì cái cặp phuộc này là đảm bảo nuốt trọn mọi ổ ga, ổ voi trên đường, thậm chí là ổ hàm mã cũng nuốt được. Đây, hệ thống phục được gắn với nhau bởi các mối hàn rất là chắc chắn. Ngoài ra thì nó còn gia cố thêm một thanh thép phi 6 giúp cho xe an toàn qua mọi chướng ngại vật, mọi ổ voi, ổ gà. Về phần tay lái thì các bạn thấy rồi đấy, thì được gia cố bởi rất nhiều các thanh thép phi 6, thì cái này là giúp cho xe được đảm bảo độ an toàn. Đây là một thiết bị rất là lạ, thì các bạn xin đấy, xe hoàn toàn không có bình xăng. Thì với thiết kế này thì nó rất là linh động. Nhà độ xe là đã cố định thiết kế một khu vực này để chứa bình xăng, có nghĩa là tất cả cái gì mà đựng được xăng đều bỏ vào đây được hết, ví dụ như can 5 lít, 10 lít, 20 lít hay thậm chí là chai nước rửa chén mà đựng được xăng thì cũng để được. Về bộ phận gác ba ga của xe thì các bạn thấy đấy, được gia cố này, thép không rỉ nè, đây là hệ thống thép không rỉ. Còn khung xe gia cố rất là kiên cố, thì hệ thống khung xe này là được cấp bằng sáng chế, chịu được tải trọng tới 1.000 kg. Đây, tôi sẽ quay chi tiết từng vị trí này. Đấy. Thì xe này là đúng là có thể chở được tới 10 người nếu mà biết sắp xếp. Hệ thống phục sau rất là khác lạ. Thông thường thì các bạn thấy phục sau là thường được gắn ở khu vực này, nhưng mà bây giờ thì phục sau sẽ được kéo dài rồi tới cuối yên và dỡ bỏ hệ thống đèn sau, xi nhan sau cũng bị dỡ bỏ, thay vào đó là một cặp
nhún, chịu được tải trọng lớn, kéo dài trục cơ sở của xe ra. Đây, trục cơ sở của xe bây giờ cũng được gấp sau của xe cũng được kéo dài ra. Xe đây thì không được bố trí giảm xóc đơn giống như dòng Exciter ở cái vị trí này. Có một số chi tiết rất là khác lạ. Như bạn thấy này, cái bộ phận này các bạn chắc cũng không biết cái bộ phận này để làm gì đúng không, nhưng mà đây là một cái bộ phận tời để khi mà xe mà leo lên đến đỉnh núi rồi này, thì người ta sẽ gắn vào đấy một cái hệ thống lồng rộng để máy ấy, nó sẽ tời cái cục gỗ lên từ dưới khe sâu lên. Phanh xe cũng được độ rất là hoàn hảo, bạn thấy không? Đây là dây phanh này, sẽ được nối với một con ốc được nối qua một cái trục dài được gắn với một cái lò xo ở đây và đi ra sau hệ thống phanh. Đấy. Xe này hoàn toàn không có yên, thì khu vực này sẽ là khu vực tài xế ngồi. Thì cái yên xe là nó được thiết kế là bạn bất cứ thứ gì có thể bỏ lên, ví dụ như áo mưa hay là cái mút xốp hay là cái nệm tùy, hoặc là đôi dép cũng được. Nếu bạn bỏ một đôi dép lên đây thì nó cũng thành một cái yên xe. Thiết kế của xe hoàn toàn được tối giản, không có dè, không có yếm, và hầu như 90% là sắt thép. Bây giờ xe này có ngã ra bên trái hay bên phải đều không thể đổ vỡ, tại vì nó chả có cái gì để mà vỡ. Ở góc này thì các bạn không nhìn rõ được cái hệ thống truyền động của xe, ví dụ như là đây, tôi cho các bạn xem này. Đấy, cái nhông sau của xe rất là to và rất là dài. Đấy. Nhông trước của xe cũng vậy, nhỏ và được bắt bằng một cái con dây kẽm, cố định bằng một cái dây kẽm, và không, hoàn toàn không có gì để bảo vệ, xe cũng chẳng có chân chống. Tại vì xe này không có chân chống này để tránh móc vào dây khi đi rừng, tránh móc vào dây vào đá sẽ gây ngã, cho nên là cứ đi đâu là thả cái rơm để đến đấy. Vì sao nó lại có một cái nhông xe to như thế này? Đấy, có một cái nhông to như thế này là tại vì là vậy, xe này là chuyên độ để đi leo núi. Thì cái nhông to như thế này thì tuy xe nó đi chậm nhưng mà rất là mạnh, có thể vượt qua mọi địa hình. Hiện tại thì trên thế giới là những chiếc xe như thế này được sản xuất rất là hạn chế và phải theo đơn đặt hàng từ 3 đến 5 năm mới có một chiếc. Nhưng giá thành của mỗi sản phẩm này có thể lên đến 10.000 đô la. Tôi quên giới thiệu cho các bạn một chi tiết, đó là những loại xe như thế này thì hoàn toàn không có ống bô. Đấy, các bạn thấy không? Nó, cái đây là cái ống xả của xe này. Đấy, thiết kế rất là lạ mắt, rất là phong cách. Khi mà xe đi thì ở khoảng cách 3 đến 5 cây số thì người ta đã phát hiện là có xe đến. Đó. Ngoài ra thì do đi trong rừng cho nên là hệ thống bô như thế này thì sẽ xua đuổi đi thú rừng. Thú rừng là ví dụ đang rình mà nghe tiếng xe này thì sẽ bỏ chạy toán loạn. Cho nên xe đi trong rừng rất là an toàn. Đây, khu vực này các bạn thấy không? Đây là khu vực chứa bình ắc quy này. Đấy. Bình ắc quy thì dùng trong trường hợp ấy, thì do bạn thấy là trên xe không hề có hệ thống điện, cho nên những cái khu vực chứa bình ắc quy này thì sử dụng vào mục đích gì? Là nó sử dụng để sạc điện thoại. Thế thôi. Tôi xin kết thúc cái review sản phẩm xe vượt mọi địa hình Suzuki Sport phiên bản độ do hãng Korakel Nhật Bản chế tạo. Thì mời các bạn subscribe kênh này để theo dõi tiếp review những sản phẩm hàng độc. Xin thân ái chào các bạn.